quá không? Dạ. Bây giờ là tối đa nửa bao hả? Tối đa nửa. Dạ. Nó bị trước đào con ngọn lúa này, tôi lúc đầu còn có 2 kg ure, khỏe ra một công có 2 kg ure, nhưng mà em chào các bác, em vừa về được một chiếc đài rất khủng long nha các bác. Chiếc này rất to, thương hiệu của nó là Pioneer, lò bát xanh cực kỳ đẹp nha, có 2 gâu. Pioneer đời model của nó là SK70 nha các bác. Toàn bộ những cái nút này là được phay nhôm đẹp xuất sắc, có mít để mình giam luôn. Cái này cũng tắt nguồn, lau nét, bát, chép, ba lăng, volume. Bên đây là phần chuyển đổi của đài, còn cái nấm bự bên đây là để mình dò đài nha, cái nấm to chà bá luôn. Bằng bộ sản phẩm của công ty phân bón Kim Phú Long rất tốt, rất hiệu quả. Bà con thân mến, hôm nay mình tâm đến với xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành của tỉnh Tây Ninh và thăm ruộng dưa của anh Ngọc. Đây là ruộng dưa mà phải nói từ ban đầu thì anh Ngọc coi YouTube, sau Ngọc là hỏi năm là xử lý làm sao sử dụng bộ sản phẩm của công ty Kim Long như thế nào để cho đạt kết quả. Giờ hôm nay lên trên đây thì thăm cái ruộng dưa của anh Ngọc. Nó có đầy đủ e căng hết nha các bác. E căng nằm đây, hai chiếc e căng đó luôn. Hát băng này nọ là tốt hết nha, có cổng là in out để mình kết nối điện thoại và tìm tiện thích đó. Chiều ngang của chiếc này là tới 56, tính tới cái nấm ngoài luôn nha các bác, còn chiều cao lên là tới 30. Hậu sâu vô là 13. Quay phía sau các bác xem luôn. Em có gắn cổng để kết nối điện thoại nè, cái cổng jack ba ly nè. Cổng in và cổng out nha. Đây đời của nó đây. 19W bát in ra bằng. Rồi bác nào thích chiếc đài to khủng long như thế này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại nhé, 0918120267. Đây là số Zalo kìa. Hai cái đèn này là đèn tiên. Đây. Hai cái đèn luôn, gọi là 2 gâu luôn. Rồi em kết thúc video cho các bác.